Mời số 1 Tico. Ôi mọi người, chị cho lửa cuối rồi bắt lên đầu là sao? Làm gương nè. Em, cái gì cũng có sự cân bằng, đúng chưa? Vậy sao nãy em cho em lựa đi, chán mọi người ghê. Ghê không phải con gái. Thì mở ra anh. Mở, không phải chán súp đâu mà giận như vậy. Em muốn nói gì với mọi người? Mặt tuyệt vọng, mặt tuyệt vọng. Không nói gì hết. Hả? Cho mọi người tìm chứ. Đúng, đúng, đúng. Nè, anh hãy coi cái nét diễn của chị Trang Moon nha. Đó. Nè, nó diễn tinh tế nè. Mở mở đây à? Mở. Một mình biết thôi, không có cho ai coi chứ. Nhỏ, hé, hé lộn nhỏ thôi. Anh ơi. Trời, cái nét diễn thì chay quá. Rồi, xong, về. Nét diễn thì chay quá. Nét mà đưa đúng rồi. Đó, cái nét như trà đĩa luôn. Bước tới đó mọi người ơi. Em nghĩ là Phước. Chưa gì chưa. Mọi người ơi, mọi người ơi, hãy cùng với chúng tôi theo dõi. Hả? Trời ơi, coi xong rồi. Coi xong luôn. Đứa này chi nữa. Chúng ta vẫn sẽ là bạn sau khi kết thúc chương trình nha. 2, 3. Chúng ta là bạn. Chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn. Dạ thông cảm đi, nghỉ Tết vô học sinh nghỉ hơi lâu quá nên nói không có điều. Ok. Ôi, gừng càng già càng cay. Thật sự. Nhớ như vậy. Dạ, em nghĩ là em chọn Fanny. Fanny. Ok, ba cô gái rồi. Thế bây giờ em chọn Uzi. Nói làm gì gừng càng già càng cay. Bây giờ không ai chọn. Thì đúng rồi, mình một đội riêng Dũng. Yes. Ai mình cho? Chơi một đội riêng được. Đội riêng ai cho? Mọi người ơi, bắt kè bắt phái đi. Quan trọng cái người nào là cái người là lẫn danh. Lẫn danh kìa. Đúng. Quan trọng là cái người đó kìa. Đúng. Mọi người hiểu không? Mà làm cái gì mà tự nhiên cái ngầu. Chọn đi. Đấy, chọn đi. Chọn ai chọn? Phải đi chọn. À, đội em thì sau khi thảo luận xong á thì có nêu ra một cái đề nghị như này là muốn bán cái này bên đây có mua hay không ạ? Bên đây chúng tôi không bán có tiền, tiền để đâu mua. Bán có tiền đâu mua. Không dạ, có tiền. Vậy thôi. Ở bên đây ta cũng có, ta bán rồi trời. Nên nhớ là gợi ý bên đây rất quan trọng. Chỉ ra được. Chắc gợi ý bên này không quan trọng. Bên này cũng không kém phần long trọng đâu. Để coi. Mấy đứa, mấy đứa. Mọi người phải lưu ý một điều rằng là kể cả tất cả những người bên đội cùng với nhau thì cũng không hề biết được thân phận thực sự của họ là ai. Thế nên là khi mà nói như thế giống như kiểu cũng tự đánh lừa mình luôn ấy. Vì là rõ ràng là không hề có cái sự thông đồng nào cả. Em là chủ shop quần áo. Em không phải là người ẩn danh. Wow. Nhưng với gợi ý em đang muốn nói ra gợi ý này luôn để chia sẻ, trao đổi gợi ý hay em muốn giấu lại cho đội của em mình? Em muốn giấu lại. Thực sự tụi em biết rồi. Tại vì tụi em diễn cho vui thôi. Cái gợi ý của tụi em nó quan trọng. Cái gợi ý em sẽ loại được ra tới 4 tới 5 người luôn. Hay quá. Thực sự nó loại được một cái pẹt luôn anh. Ừ. Nhưng mà tụi em nói muốn để em coi là bẹp liền. Đúng thôi. Tụi em muốn là để coi bên kia người ta diễn cỡ nào. Để cái nét diễn của mọi người có qua nét diễn của em với Ngọc Phước không? Chứ tụi em biết hết rồi đó.